Xong rồi đấy. Đâu, đẹp chưa? Cắt kiểu gì này? Thì như mày bảo ấy thôi. Ôi giời ơi, bảo từ đầu đến cuối cắt đầu moi, bây giờ cắt thế này thì làm nào? Đầu moi là cái đầu gì? Bố cha biết cái gì, 4.0 với công nghệ, bố phải lên TikTok kết bạn với con. Này, tao nói cho mày nghe nhá, tao ngần này tuổi đầu rồi, TikTok cái gì tao biết thế nào được hả? Ôi giời ơi, bây giờ hứa hẹn với khán giả livestream tối nay có đầu cắt moi, thế bây giờ muốn cắt thế này làm nào, thi thố gì nữa. Này, mày muốn like cái đầu gì thì mày like nhá. Tao nói cho mày nghe, cái đầu kiểu gì? Ăn đầu cắt này á, nếu tao phải học trong bao nhiêu tháng mới cắt được như thế này không? Ôi bây giờ mày lại còn muốn tao đầu cắt moi, phải cho tao thời gian để tao học chứ. Hả? Cắt ngay thế nào được? Hay nhỉ. Thế bây giờ bố cắt như thế này không đồng ý con thì tí không trả tiền đâu nhá. Cái thằng này. Thế sao cái lúc tao cắt mày ngủ làm gì? Hả? Thế sao cái lúc con ngủ bố không gọi con dậy? Hay lại làm mấy vết sẹo ở đầu nó không dám gọi? Vớ vả vớ vẩn, sẹo nào mà sẹo. Tao tưởng là mày tin tưởng tao thì mày cứ ngủ, tao cứ cắt thôi. Giờ mày lằng nhằng thế là thế nào? Ôi, cha khác đây chỉ con vợ còn ở nhà, làm không đến nơi đến chốn, tiền. Này, thế cái con vợ mày liên quan gì đến tao mà mày mang nó ra so sánh? Ôi trời này, con nói bố biết nhá. Con vợ còn vừa xấu vừa bẩn, nó còn tham ăn. Mép có ngay quả lốt ruồi đúng đây này, cái gì bố luôn. Này, mày ngu lắm, các cụ đã nói rồi, hay ăn thì mới lăn vào bếp, nó không vào bếp mày lấy cái gì để mày ăn hả? Chả biết cái gì hợp lý. Thôi bố, đây cho con hỏi thế nào, bố có bí quyết gì bố hay lăn vào bếp mà dâu vẫn tốt ấy? Để dâu thì người ta mới biết là không phải trẻ trâu, được chưa? Ai giời. Mày nhìn thấy tao mày khác nhau không? Bố cắt lỗi bây giờ bố còn ngồi bố cà khịa con à. Đã thế hôm nay nhá, nhất quyết con không trả tiền. Thế ý mày là như thế nào? Con không trả, để cho bố chừa đấy, lần sau cắt cho tử tế. Mẹ cái thằng, mày nhớ mặt tao ấy. Dài dê đầu moi hả? Nghế nhá. Ai mà đầu moi sợ lâu rồi. Thì ngồi vào. Bố xem nào, cạo con quả lông mồm ấy, phải nghe vợ con kêu giận quá. Thế à? Đúng rồi đấy bác ạ, bác xử lý cho anh ấy hộ con cái. Đúng là giới trẻ chẳng có tí kiến thức gì về dâu học cả. Dâu càng dài thì càng mềm. Mày để ngắn thế kia nó chả dặm. Dài tao này, không bao giờ bị dặm đâu. Đúng cháu? Vâng, đúng rồi. Mà chuyện của vợ chồng cháu, bác cứ tò mò. Cái con này buồn cười. Tao mò mày cái nào mà tao tò mò? Bố làm nhanh lên. Đợi thế. Mà tao nhìn thấy hai đứa lạ lạ, hình như không phải người ở đây đúng không? Vợ chồng con người dưới Hà Nội, lên đây có tí việc. Mà tao nhìn hai đứa cũng là người có tiền, sao không vào cái quán nào sang chảnh điều hòa ngồi cho nó mát? Ra đây làm gì? Thú thật với bố, bọn con chặt chém mãi ấy. Bây giờ phải cảnh giác, chứ bây giờ vào những cái chỗ sang chảnh ấy, tiệt à. Thế mày đã hỏi giá ở đây chưa? Ê bố, cậu dâu bao nhiêu? 10.000. Ui, rẻ mà. Chứ vào mấy quán kia cho 5 xị vào mõm.
Ta đã nói hết đâu, 10.000 là một bên nhá. Ừ thì hai bên cũng chỉ có 20. Cạo 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 cạo. Mày tính kiểu gì ra 20 ấy? Cả cầm là 30 nhá. Ôi mày cứ lòng va lòng vòng mà thi 30 luôn ý. Đằng nào cũng thừa 20 ăn sáng. Vậy à? Hợp lý. Làm luôn đi bác. Riêng mẻ nha, dâu quay nón 50. Ê, ta thà vào kia 50 có cả điều hòa luôn. Vào cái gì mà vào. Ui dồi, con nói cho ông nghe này. Vào mấy quán đấy, mấy con nhân viên thì ta thì tẩn, nó lại vật ra, nó đè bên nọ, nó cạo bên kia, có mà thở được. Ông làm luôn cho con đi, 50, con đầu tư được. Thế cái quán đấy nó ở đâu? Ui dồi, dưới Hà Nội bọn con đẩy, mà bây giờ ở đâu chả có. Dâu tao dài này, chắc nó phải đẻ lâu lắm đấy nhở. Nhưng như ông á, nó phải cả lít nó mới làm. Lít tao cũng được. Thôi thôi bố ơi, bố đừng có dây vào mà ham, lại bỏ nghề đến nơi. Ui giời, như thế thì càng có động lực để kiếm tiền, hiểu chưa? Ê, nhẹ gì à thôi. Bác có thấy thằng chồng con đâu mà? Thằng chồng mày là thằng nào làm sao mà tao biết được? Thì từ sáng giờ nó bảo đi cắt tóc. Cái thằng mà xăm nhiều ấy à? Đấy, thằng này xăm ấy, có phải không? Không phải ạ. Thế nó cắt đầu thường hay đầu môi? Sáng nay con thấy nó bảo là đi cắt đầu môi ông ơi. À, thế đúng cái thằng đấy rồi. Nó còn quỵt tiền của tao nữa. Mày bảo nó ra trả tiền ngay cho tao nhá. Ô, sao lại thế được à? Sáng nay con còn cho nó 50 mà. Tao không biết. Hay lại đem tiền để cho gái không biết nữa. Chồng với trẻ con. Ủa thần. Ông ơi, thế sáng cái anh đấy anh có cạo râu không? Không. Thôi đúng rồi, lại vào cái quán con bảo rồi. Quán gì chị? Cái quán mà nó đè bên nó cạo bên kia đấy. Lại có cả cái quán đấy á? Thế em không biết à? Ôi trời, trời chồng với trẻ con. Ôi cũng bảo được. Lặng nhặt đứt bả dây chẳng. Dậy. Lại thích nhìn gái đấy à? Ai nhìn đâu. Cắt môi mà bỏ nó ngon cái kia. Về còn cắt. Bỏ ai ngon? Thì mình ngon. Cứ liệu hồn đấy. Vợ chồng chúng mày cục xúc quá. Ông cạo nước đi. Đấy. Ông thấy không? Lấy vợ cục xúc khổ lắm. Thôi mày im mẹ mồm đi. Em khổ lắm chị ơi. Thế làm sao? Thằng chồng em nó suốt ngày la cà chơi bời. Như chị thấy đấy. Nhà em có gì đâu. Có mỗi con quay tàu mà nó cũng đem đi để bắn cá. Khổ thân. Đúng là vô phúc mới lấy phải loại như nó. Tự nhiên cái lão chồng em lại sinh ra thêm cái tật gái gú. Mà em cứ tưởng người ta nhà giàu có xe le sụt để đi thì mới làm được sugar đẹp đi chứ. Chứ chồng em làm gì có tiền mà nuôi gái, đúng không chị? Thế chồng em nó có đẹp trai không? Dạ cũng được cái mã chị ạ. Thế thì đúng rồi. Bây giờ mấy cái bà sồn sồn chỉ cần cao to đẹp trai mới bài bao hết. Em không biết à? Là còn thế nữa chị? Đúng rồi. Ôi, thế chết em rồi. Hey, thế tạo như thế này thì có bà nào sồn sồn thích không? Thế ông có thích không? Con giới thiệu cho. Ờ được, nhớ giới thiệu cho tao nữa nhá. Thôi ông ấy, cái bụng thì to, lò xo thì rụt, cho không ra giả thèm. Mày thì biết cái gì? Đây, khỏe chán nhá. Này, nó ra. Sáng rồi con nhìn thấy cái ví tôi rơi đâu không? Ôi giời ơi, quyệt được của người ta mấy đồng rơi cả ví. Thế có định giả tiền không? Không, nhìn cái mặt ông gian lắm. Nam. Con vợ. Anh đi đâu từ sáng đến giờ mà em đi tìm anh không thấy đâu thế? Anh sang thằng Toàn làm cung nước. Có ai vợ ngồi đây làm gì mà.
Có bạn sinh này không rủ về nhà em cúc nước cho mát. Thôi đi, em biết anh đi đâu rồi nhá. Chắc lại đi với gái gú gì. Gái gú thì ta lại chẳng vả cho cái. À không, rồi. Chị ơi, với chị bảo mấy bà gì nhỉ? Mấy cái bà xôn xôn. À, ừ đúng rồi đấy, mấy bà xôn xôn. Liên thiên. Anh, sổn. Anh. Có phải cái thằng mình đang đi tìm đúng không? Ây ơi. Ai ạ? Anh tìm mày mãi. Thế hóa ra hôm nay mày ở đây à? Thế cái khoản nợ của anh mày tính thế nào nhỉ? anh chị cho em thư cái gì nữa? Hôm nay anh chị đã lên đây rồi, chú thu xếp tiền gửi anh chị đi. Mà nhìn chú ăn mặc như thế này mà kêu là không có à? Em không có thật à? Mà vàng bạc mới nhiều nhỉ? Dây vàng mới cũng to nhỉ? Áo thì còn luôn vui tươi như này mà mày bảo không mày không có tiền á? Em không có thật. Giả tiền cho bố mày nhá, không hôm nay bố mày giết. Anh ơi, em xin ạ. Anh ơi, chồng em có nợ anh chị bao nhiêu tiền? Chồng sao không nói cho vợ biết hả? 20 triệu, chưa tính lại. Anh, đại ca, đại ca. Cho vợ chồng em bàn với nhau một chút ạ. Rồi ạ, 20 triệu, 2 triệu còn không có. Anh có còn coi em là vợ nữa không? Anh đi vay đi mượn, anh có chẳng bảo vợ một câu nào cả. Bây giờ vay tận 20 triệu, lấy đâu ra mà giả? Ôi, anh xin lỗi. Bây giờ tôi vợ đưa anh 2 triệu, anh đóng lại cho người ta. Anh bị điên à? Cả nhà bây giờ còn có 1 triệu, mai con khai giảng còn phải đóng học cho con nữa chứ. Úi giời ơi. Thế bây giờ em muốn thằng bố nó chết hay là thằng con nó mất dạy? Em không được. Đấy, còn cái dây chuyền của anh này, anh bán đi. Hàng giả, bán chó nó mua. Bán hơi lâu rồi đấy. Mà đừng có nói trả lãi là xong nhá. Cả gốc lẫn lãi. Hôm nay mà không trả, bố mày chặt chân. Bác ơi. Cái tàu à? Dạ ơi. Cháu có việc muốn nhờ bác ạ. Nhờ gì rồi? Dạ. Chồng cháu nợ tiền nhà người ta. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa trả được. Cháu xin bác. Bác ra nói giúp cháu một câu được không ạ? Xin lỗi, bác không giúp được. Thế nhá. Ừ kìa bác. Làm gì em ơi? Nhà rồi. Nhà còn cái nhẫn của mối môn của mẹ. Mà này. Làm thế sao được? Nhẫn đấy mẹ để lại cho em mà. Không được đâu. Không được. Tao nói cho mày biết nha. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Bây giờ bố mày chết mày không cứu à? Mày có lấy bố không? Ai? Áo ơi, thằng nào ấy? Tao nói cho mày nghe, mày là đàn ông sao mày hèn thế? Mày đánh phụ nữ như thế mà được à? Cái loại chơi bời trác táng về đánh vợ con là tao ghét nhất trên đời nhá. Đây, người ta đi đòi nợ với giọng điệu như thế chứ. Mình như đàn bà. Tôi nói không phải việc của nhà ông. Tôi vay nợ, tôi tự giả. Thấy chưa? À thế à? Thế như nào? Bố em chặt chân nữa. Anh ơi, thôi cho em vợ chồng nhà em xin ạ. Em xin anh ạ. Thế tao xin ai? Vay tiền để ăn chơi, bây giờ định không trả. Vợ ra xin giúp anh đấy. Em sẽ cố gắng thu xếp trả cho anh chị sớm ạ. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Cái nhà này phiền phức thế nhở, định giả nghèo giả khổ ở đây đấy à? Này, mà nó đẹp, quỷ đẹp. Đi nói đi, ngắm gái đấy. À, thích nó gì? Đã thế, hôm nay ta không tha, trả tiền cho tao. Bác ơi, bác giúp vợ chồng cháu nói với người ta một câu được không ạ?
Bây giờ cháu không biết phải nhờ vả ai cả. Cháu xin bác ạ. Đừng giận đi cháu. Anh chị này, tôi cũng chỉ là một người cắt tóc thôi, nhưng hôm nay gặp hoàn cảnh này ở đây, tôi thấy thương con bé. Nếu anh chị thư thư được cho chúng nó một vài bữa, tôi sẽ đứng ra bảo đảm cho con bé. Ông lấy cái salon của ông ra đảm bảo à? Tôi không có tiền, nhưng tôi lấy tư cách của một người lính Cụ Hồ ra để đảm bảo với anh chị. Thằng này ấy, chỉ thích Cụ Hồ in trên giấy thôi. Thôi được rồi anh. Bác ạ, con tin bác, vì bố của con cũng là một người lính. Vậy ta thay mặt hai chúng nó cảm ơn các con. À, vợ chồng em cảm ơn anh chị ạ. Bác, cháu cảm ơn bác ạ. À, không có gì đâu. Về tu chí mà làm ăn, yêu thương vợ con vào, dạ, được chưa? Vâng. Bác ơi, cháu thấy áy náy quá. Rồi. Sáng ngày cháu quỵt tiền của bác thì có gì bác cho cháu gửi lại nhá. Thôi, cái đấy thì thôi. Vì tao cũng nhỡ tay để lại mấy cái nẹo ở sau gáy mày. À, tôi chết đây. Đấy, cháu biết ngay. Xem. Ờ, đúng rồi đấy, con biết này. Ê, bác. Thế nhưng mà cháu vẫn thấy áy náy lắm bác ạ. Sao? Chẳng là sáng cháu có cầm nhầm cái tông đơ của bác. Ơ, cái thằng... Bác cho cháu gửi lại. Vô bà vô vẩn. Sao bỏ cái thói này nhá. Vâng. Anh này, chính ra ở Vĩnh Phúc em thấy nhiều người tốt nhỉ. Tự nhiên em lại thấy áy náy. Sao ạ? Thì cái chỗ tiền của nó ấy, nó có mấy lần trả em, nhưng mà em lại quên mất không ghi vào sổ. Thế tính lại cho nó đi. Năm này à? Cái số tiền của chú ấy, có gì hôm nào sang chị tính lại cho nhá. Ngoan, chị lo hết cho. Thế lại thích làm mấy bà sồn sồn à? Đâu. Thế chính xác vợ chồng em nợ anh chị bao nhiêu ạ? Thì cũng còn có hơn triệu mà. Thế mà các anh các chị không bảo luôn thì em giả luôn tiền như này. Sáng này lan bàn cá vừa làm cuộc. À nhưng mà thôi. Thôi, chị bảo là hôm nào sang nhà gửi chị mà. Vâng. À, chị Lan nào? Đâu có đâu. Thì mấy con mụ sồn sồn ấy. Rối làm gì có. Anh đứng lại cho tôi. Em á, phải về với đội của anh. Anh đi về. Này, thế không có đứa nào giả tiền cắt tóc cạo râu cho tao à?